phút kể chuyện tuổi thần tiên, nhà xuất bản Kim Đồng. Hiệp sĩ bóng đêm. Ai đã sẵn sàng tham gia tiệc ngủ linh đình của chúng ta rồi nào? Đốc cất tiếng hỏi. Sẵn sàng! Cửu Lambi, Hà Mã Hali, Rồng Bông Stuffy và Người Tuyết Chili cùng reo vang. Chúng ta sẽ làm gì trong bữa tiệc hả Đốc? Chili hỏi. Chúng ta sẽ chơi trò chơi rồi kể chuyện. Cả diễn thời trang, đồ ngủ nữa chứ. Cửu con thêm vào. Có luôn. Đốc cười khúc khích. Tớ còn một bất ngờ cho các cậu nữa đây. Một vị khách rất đặc biệt nhé. Chính là tôi, Skippy, hiệp sĩ quả cảm nhất vương quốc thú nhồi bông chứ ai. Skippy dõng dạc tuyên bố khi bước ra từ lâu đài đồ chơi và chào các bạn của mình. Ai cũng hò reo phấn khởi, còn chàng hiệp sĩ thì cúi đầu vẻ cảm kích. Chúng tôi rất mừng vì Danny để anh tham dự tiệc ngủ. Đốc nói. Sẽ vui cực cho mà xem. Chàng hiệp sĩ mỉm cười. Các bạn tôi ơi, tôi mới là người vui sướng nhất hôm nay, vì đây là tiệc ngủ đầu tiên tôi được dự. Ôi, anh sẽ thích cho mà xem, bạn thân mến ạ. Cô Hà Mã nói. Ta sẽ chơi đủ trò vui nhất, rơi chui vào túi ngủ ấm áp. Sau đó, chúng ta sẽ tắt đèn và kể mấy chuyện nhí nhố. Rồng bông chêm vào. Vui không nào? Nghe đến đây, Skippy bỗng ráo rác nhìn quanh phòng. Ôi, tôi có nghe lầm không? Cậu vừa bảo là chúng ta sẽ tắt đèn ư? Đúng, mà sao thế? Đốc hỏi. Cô bé để ý thấy hiệp sĩ đột nhiên đổi hẳn thái độ. Anh ta hành động cứ như thể không còn là chính mình nữa vậy. Skippy, anh đang thở dốc đấy, anh không sao chứ? Vâng, tôi ổn mà. Chàng hiệp sĩ vội vã đáp lời. Chỉ là phải tỏ ra quả cảm thật là thật là mệt. Tôi biết, mấy việc không mệt chút nào. Cửu con gợi ý. Rất thú vị là đáng khác. Bây giờ tiếp tục thôi. Đầu tiên, cả bọn cùng xây tháp bằng các khối màu. Sau đó là cuộc thi nhảy bao bố bằng túi ngủ. Và cuối cùng là trình diễn thời trang đồ ngủ. Cả nhóm cùng nô giỡn, cười đùa tới khuya. Ai cũng công nhận đây là tiệc ngủ tuyệt nhất trần đời. Đốc ngáp dài. Nào, các bạn, đã đến lúc chui vào túi ngủ và tắt đèn thôi. Nhưng khi cô bé bước về phía cây đèn đặt trên kệ đầu giường, chàng hiệp sĩ đột nhiên lao tới, nhảy lên bàn và chắn ngay phía trước đèn. Thưa cô nương, anh chàng kêu lên, tôi buộc phải yêu cầu cô không tắt chiếc đèn đó. Đốc bối rối quá chừng. Ôi, sao lại không chứ? Chàng hiệp sĩ lúng túng tìm câu trả lời. Ồ, cô biết đấy, tại tôi vẫn chưa đi tuần quanh phòng như mọi đêm. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của một hiệp sĩ. Anh chàng nhảy khỏi bàn và nấp ở đầu giường của Đốc để chắc chắn địa bàn yên ổn. Tôi cần đảm bảo là không có con quái vật nào đang lẩn quất quanh đây. Dù thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho công chúa Lambi và quý cô Hali. Đèn điện bỗng nhiên phụt tắt. Chàng hiệp sĩ thất thanh kêu lên như phải bỏng. Úi giời ơi! Đốc bật đèn trở lại và nhìn thấy chàng ta đang run rẩy trên tay Lambi. Anh không sao chứ? Cô bé hỏi. Skippy vờ tỏ ra không hề sợ hãi. Gì chứ? Sao cô lại hỏi thế?
Đương nhiên là tôi không sao rồi. Tôi chỉ đang bảo vệ công chúa Lambi khỏi bọn quái vật xấu xa thôi. Thở dốc, tim đập nhanh, run rẩy và toát mồ hôi khi đèn tắt. Đốc đọc triệu chứng. Giờ thì tôi chuẩn đoán được rồi. Anh mắc chứng hoảng loạn bất thường khi ở trong bóng tối. Nghĩa là anh sợ bóng tối. Nhưng cô nương Mastuffin ơi, tôi mà sợ hãi thì còn làm hiệp sĩ quả cảm sao được? Sir Kibby băn khoăn. Ai cũng sợ một điều gì đó, ngay cả các hiệp sĩ quả cảm cũng vậy. Đốc trấn an anh bạn. Tôi rất sợ sấm chớp chẳng hạn. Tôi sợ làm người khác buồn lòng. Cửu con tiếp lời. Và cả chấm bi nữa, tôi không thích chấm bi. Tôi sợ bị nóng quá, bị lạnh quá, bị tan chảy, bị lạc dưới gầm giường, bị nhầm thành đồ chơi của chó, bị nhầm thành đồ chơi em bé và chuối. Ôi, cả dừa muối nữa. Chàng người tuyết làm một lèo. Con tôi chẳng sợ gì cả. Chỉ trừ mỗi nhện thôi. Rồng bông thú thực. Để chữa trị cho anh, tôi cần biết chính xác điều gì đã khiến anh sợ bóng tối. Đốc nói. Chàng hiệp sĩ suy nghĩ một hồi lâu, rồi chỉ tay về phía chiếc ghế bập bênh. Áo khoác của Đốc đang trùm lên lưng ghế. Khi bóng tối ập xuống, tôi thấy một thứ kỳ dị xuất hiện ở đó. Hình như là một con quái vật hung dữ. Đốc, cừu con và rồng bông cùng săm soi chiếc ghế. Không thấy gì đáng sợ ở đây cả. Rồng ta thông báo. Có thể trong bóng tối chiếc ghế này trông sẽ khác đi chăng? Đốc gợi ý. Skippy, anh không phiền nếu chúng tôi tắt đèn trong giây lát chứ? Chàng hiệp sĩ thở dài. Đành vậy thôi. Đây, tôi sẽ nắm tay anh để anh đỡ sợ nhé. Cừu ngỏ ý. Người tuyết liền hưởng ứng. Tôi cũng làm thế. Đốc sóng trước để chàng hiệp sĩ chuẩn bị tinh thần. Được rồi, sẵn sàng nào. Đếm đến ba, tôi sẽ tắt đèn. Đèn phụt tắt. Sir Kibby nhìn về phía chiếc ghế. Anh chàng hét toáng lên. Kìa kìa, con quái vật hung dữ đây. Đốc nhanh nhẹn bật đèn pin. Không, không phải quái vật đâu. Chỉ là trong bóng tối, chiếc áo khoác trùm lên chiếc ghế trông sẽ như thế thôi. Ở đây không có gì phải sợ cả. Trời ạ, cô nói đúng. Chàng hiệp sĩ thở phào. Đốc nghĩ mình đã có cách chữa trị chứng sợ bóng tối của Sir Kibby. Hãy bật một chiếc đèn ngủ để phòng khỏi bị tối quá khi ta tắt điện. Tôi sẵn lòng thử phương cách đó. Hiệp sĩ tán thành. Có đèn ngủ, anh chàng thấy vững dạ hơn hẳn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa toàn thể bà con, Sir Kibby đã trở lại và sẵn sàng tham dự tiệc ngủ đêm. Cả nhóm bạn cùng tíu tít reo mừng. Không còn bị nỗi sợ bóng tối làm phiền, cả nhóm sửa soạn để kể chuyện trước giờ đi ngủ. Nhưng vừa chui vào túi ngủ, Sir Kibby đã thiếp đi liền. Nghe chừng chàng hiệp sĩ tốt bụng chỉ cần cây đèn ngủ là có một đêm ngon giấc rồi. Cửu con nhỏ nhẹ. Đốc gật đầu và thì thầm. Ngủ ngon nhé, hiệp sĩ quả cảm. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.